phẩm Ba La Mã 78 Này các tỷ kheo Có một số sa môn hay bà la môn Chủ trương vô tưởng luận sau khi chết Chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết Với tám luận chấp Những sa môn bà la môn này Y chỉ gì, căn cứ gì Chủ trương vô tưởng luận sau khi chết Chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết Với tám luận chấp 79. Những vị này chủ trương bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng, vân vân. Bản ngã không có sắc, vân vân. Vân vân, bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vân vân. Vân vân, bản ngã không có sắc và cũng không không có sắc, vân vân. Vân vân, bản ngã là hữu biên, vân vân. Vân vân bản ngã là vô biên, vân vân. Vân vân, bản ngã là hữu biên và vô biên, vân vân. Những vị này chấp bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. 80. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn này chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết, với tám luận chấp này các tỷ kheo nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết họ sẽ chấp cả tám luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa này các tỷ kheo như lai tuệ chi như thế này những sở kiến ấy chấp trước như vậy chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy sẽ tác thành những định mạng như vậy như lai tuệ chi như vậy lại tuệ chi hơn thế nữa và không chấp sở chi ấy nhờ không chấp trước sở chi ấy nội tâm được tịch tịnh như lai như thật tuệ chi sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng nhờ tuệ chi như vậy này các tỷ kheo như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ những pháp ấy này các tỷ kheo là những pháp sâu kín khó thấy khó chứng tịch tịnh mỹ diệu vượt ngoài tầm của lý luận suông tế nhị chỉ những người có trí mới có thể nhận biết những pháp ấy như lai đã tự chứng chi giác ngộ và tuyên thuyết Chính những Pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán như Lai mới nói đến. 81. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn chủ trương phi hữu tường, phi vô tường luận sau khi chết. Chấp bản ngã phi hữu tường, phi vô tường với tám luận chấp. Và những sa môn, bà la môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương phi hữu tường? phi vô tưởng luận sau khi chết. Chấp bản ngã phi hữu tường, phi vô tường với tám luận chấp. 82. Những vị này chấp bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng, phi vô tưởng, vân vân. Bản ngã là vô sắc, vân vân. Vân vân, bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vân vân. Vân vân, Bản ngã là phi hữu sắc và cũng phi vô sắc, vân vân. Vân vân, bản ngã là hữu biên, vân vân. Vân vân, bản ngã là vô biên, vân vân. Vân vân, bản ngã là hữu biên và vô biên, vân vân. Những vị này chấp bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên không có bệnh. Sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 83. này các tỷ kheo những sa môn hay bà la môn này chủ trương phi hữu tưởng phi vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng với tám luận chấp nếu này các tỷ kheo nếu có các sa môn hay bà la môn nào chủ trương phi hữu tưởng phi vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết Họ sẽ chấp cả 8 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ chi như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa và không chấp sở chi ấy nhờ không chấp trước sở chi ấy nội tâm được tịch tịnh như lai như thật tuệ chi sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng nhờ tuệ chi như vậy này các tỷ kheo như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ những pháp ấy này các tỷ kheo là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, như Lai mới nói đến. 84. Này các tỷ kheo! có một số sa môn hay bà la môn chủ trương đoạn diệt luận chấp trước sự đoạn diệt sự tiêu mất sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp và những sa môn bà la môn này y chỉ gì căn cứ gì chấp trước sự đoạn diệt sự tiêu mất sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp 85. Này các tỷ kheo, có sa môn hay bà la môn chủ trương lý thuyết và ý kiến vì bản ngã này có sắc do bốn đại hợp thành do cha mẹ sanh ra khi thân hoại bị hủy nát tiêu diệt sau khi chết không còn nữa nên bản ngã này như thế hoàn toàn đoạn diệt như vậy một số người chủ trương sự đoạn diệt sự tiêu mất và sự hủy hoại của loài hữu tình 86 Một vị khác lại nói Này ông, thật có bản ngã như ông nói Tôi không nói bản ngã ấy không có Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh Có sắc thuộc dục giới Ăn các đồ ăn đoàn thực Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và hủy hoại của loài hữu tình. 87. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt lại còn một bản ngã khác có thiên tánh có sắc do ý tạo thành mọi chi tiết tay chân lớn nhỏ đều đầy đủ không khuyết một căn nào bản ngã ấy ông không biết ông không thấy bản ngã ấy tôi biết tôi thấy bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát tiêu diệt sau khi chết không còn nữa nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và hủy hoại của loài hữu tình. 88 Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác" vượt ngoài tất cả sắc tường, diệt trừ các tường chống đối, không ước niệm các dị tường, nhận hiểu hư không là vô biên, đạt đến không vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát, tiêu diệt. Sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và hủy hoại của loài hữu tình. 89 Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả không vô biên xứ." Nhận hiểu thức là vô biên, đạt đến thức vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và hủy hoại của loài hữu tình. 90. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả thức vô biên xứ, nhận hiểu không có sở hữu, đạt đến vô sở hữu xứ. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy" bản ngã ấy tôi biết tôi thấy bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát tiêu diệt sau khi chết không còn nữa nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt như vậy có một số người chủ trương sự đoạn diệt tiêu mất và hủy hoại của loài hữu tình một vị khác lại nói này ông thật có bản ngã ấy như ông nói Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả vô sở hữu xứ, nhận hiểu đây là tịch tĩnh, đây là mỹ diệu, đạt đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt. Sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và hủy hoại của loài hữu tình. 91. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn ấy chủ trương đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Này các tỷ kheo, nếu có những vị sa môn hay bà la môn nào, chủ trương đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình, họ chấp cả bảy luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 92. Này các tỷ kheo, như lai tuệ chi như thế này những sở kiến ấy chấp trước như vậy chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy sẽ tác thành những định mạng như vậy như lai tuệ chi như vậy lại tuệ chi hơn thế nữa và không chấp sở chi ấy nhờ không chấp trước sở chi ấy nội tâm được tịch tịnh như lai như thật tuệ chi sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỷ kheo, như lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, như Lai mới nói đến. 93. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn, chủ trương hiện tại niết bàn luận. Chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình, với năm luận chấp. Những sa môn hay bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp sự tối tượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. 94. Này các tỷ kheo, có sa môn hay bà la môn chủ trương và quan niệm khi nào bản ngã này tận hưởng sung mãn năm món dục lạc như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng niết bàn của loài hữu tình. 95. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn. Vì cớ sao? Vì rằng tính của dục lạc là vô thường, khổ, biến dịch" vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa, nên sầu, bi, khổ, ưu, não, phát sanh. Khi nào bản ngã ấy ly các dục lạc, ly các ác pháp, đạt đến và an trú vào thiền thứ nhất. Thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có lạc do ly dục sanh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. 96. Một vị khác lại nói, Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây, thiền định ấy có tầm có tứ, nên gọi là thô tháo khi nào bản ngã ấy diệt tầm và tứ, đạt đến và an trú thiền thứ hai. Thiền định này nội tâm yên tĩnh, trí chuyên nhất cảnh, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định danh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 97. Một vị khác lại nói này ông thật có bản ngã ấy như ông nói tôi không nói bản ngã ấy không có nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại nết bàn vì cớ sao vì ở đây tâm trí có hỉ và bị kích động nên gọi là thô tháo khi nào bản ngã ấy không tham hỉ chú giả chánh niệm chánh trí thân hưởng lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, đạt đến và an trú thiền thứ ba. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. 98. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây tâm thọ lạc nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy xả lạc, xả khổ, diệt trừ hỷ và ưu về trước, đạt đến và an trú vào thiền thứ tư. Thiền này không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. 99. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn ấy chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Này các tỷ kheo, nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương hiện tại niết bàn luận chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình những vị này sẽ chấp cả năm luận chấp trên hay một trong năm luận chấp trên ngoài ra không còn một luận chấp nào khác nữa này các tỷ kheo như lai tuệ chi như thế này những sở kiến ấy chấp trước như vậy chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy sẽ tác thành những định mạng như vậy như lai tuệ chi như vậy lại tuệ chi hơn thế nữa và không chấp sở chi ấy nhờ không chấp trước sở chi ấy nội tâm được tịch tịnh như lai như thật tuệ chi sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng nhờ tuệ chi như vậy này các tỷ kheo như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý xuông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, như Lai mới nói đến. 100. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn ấy luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, sẽ đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 44 luận chấp. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai đề xướng nhiều sở kiến sai khác. Họ sẽ chấp 44 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên. Ngoài ra, không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, như lai tuệ chi như thế này. Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như lai tuệ chi như vậy lại tuệ chi hơn thế nữa và không chấp sở chi ấy nhờ không chấp trước sở chi ấy nội tâm được tịch tịnh như lai như thật tuệ chi sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng nhờ tuệ chi như vậy này các tỷ kheo như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn ấy luận bàn về quá khứ tối sơ và luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, để xướng nhiều sở kiến sai khác với 62 luận chấp. Này các tỷ kheo! những sa môn hay bà la môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác. Những vị ấy sẽ chấp 62 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, như lai tuệ chi như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành những định mệnh như vậy. Như lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa, và không chấp sở chi ấy. Nhờ không chấp trước sở chi ấy, nội tâm được tịch tịnh, như lai như thật tuệ chi sự tập khởi, sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỷ kheo, như lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý xuông tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, như Lai mới nói đến. 101 Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chấp trên. 102. Này các tỷ kheo, nếu có những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ, tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ, tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ, tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác. Họ sẽ chấp cả 18 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên. Ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 103. Này các tỷ kheo như lai tuệ chi như thế này những sở kiến ấy chấp trước như vậy chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy sẽ tác thành những định mạng như vậy như lai tuệ chi như vậy lại tuệ chi hơn thế nữa và không chấp sở chi ấy nhờ không chấp trước sở chi ấy nội tâm được tịch tịnh như lai như thật tuệ chi sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỷ kheo, như lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 104. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý xuông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy như lai đã tự chứng chi giác ngộ và tuyên thuyết chính những pháp ấy những ai như thật trơn tránh tán thán như lai mới nói đến